mọi người, lại là Ngân đây. Và video ngày hôm nay sẽ về chủ đề làm đẹp. Thì sau video top 3 sản phẩm yêu thích của Ngân đến từ thương hiệu Nitipon thì Ngân nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn về các liệu trình làm đẹp cũng như chăm sóc da tại Nitipon. Và đó cũng chính là lý do tại sao ngày hôm nay Ngân quyết định sẽ làm một video một ngày trải nghiệm chăm sóc da tại Nitipon để cho mọi người có một cái nhìn chân thật và rõ nét nhất về các dịch vụ chăm sóc và điều trị da tại đây. Ok, và mọi người hãy theo chân Ngân cùng làm đẹp nha. Let's go. Ok, sau khi khám da xong thì Ngân được bác sĩ chỉ định làm liệu trình laser để loại bỏ đi những vết thâm cũng như là những đốm mụn mẫn dưới da. Và bước đầu tiên chắc chắn là phải làm sạch da. Thường thì khi đi làm da, Ngân phải mang thêm một bộ skincare riêng vì da của Ngân rất là dễ kích ứng. Tuy nhiên, hôm nay làm da tại Nitipon thì Ngân thoải mái đi thẳng đến đây luôn vì những cái sản phẩm Ngân xài hàng ngày thì đều là của Nitipon cả. Thì bác sĩ sẽ dùng một cái máy laser bắn vào từng vùng da khắp mặt. Mọi người sẽ cảm giác hơi tê tê nhẹ trên da, tuy nhiên là không đau đâu. Khi mà bắn laser thì các bạn sẽ nghe được cái mùi khét, nhưng mà đừng có sợ nha, đó là cái chất bẩn cũng như độc tố trên da chúng ta đang được đốt cháy đó. Sau khi bắn laser thì chúng ta sẽ được chuyển qua đi máy làm lạnh để thư giãn và làm dịu da. Ok, và đây là sáng ngày hôm sau khi mà điều trị laser tại Nitipon trở về. Thì Ngân muốn cập nhật cho các bạn một tí xíu về tình hình da hiện tại của mình. Là trước đây thì da Ngân có một số vết thâm mụn cũng như là không đều màu. Thì sau khi mà được bác sĩ tư vấn làm laser thì những cái vết thâm cũng như những cái vùng da bị tối màu trên mặt Ngân á, nó cũng đã mờ đi trông thấy. Và da của Ngân hiện giờ thì nó cũng mềm hơn và mịn hơn. Theo như lời bác sĩ có nói á, là nếu như mà Ngân chăm chỉ điều trị laser thêm lần thứ 2, thứ 3 thì da của mình sẽ trở nên cải thiện hơn và khỏe hơn, cũng như là những cái vết thâm nó sẽ biến mất hoàn toàn luôn. Đối với các bạn nào đang quan tâm về các liệu trình chăm sóc da tại Nitipon thì mọi người có thể tới ngay những chi nhánh Nitipon gần nhất để có thể được bác sĩ cũng như các chuyên viên tư vấn miễn phí về tình trạng da của mọi người và lựa chọn được liệu trình phù hợp nhất đối với làn da của mọi người nha. Ok, và video trải nghiệm một ngày chăm sóc da tại Nitipon cùng với Ngân tới đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem và hãy bình chọn cho Ngân theo hướng dẫn bên trên nhé. Bye bye. Be your model.